tiên của chương trình Tần Số Tình Yêu, đó chính là Đi Tìm Tần Số. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của bốn chàng trai, xin mời. Bốn chàng trai, bốn vóc dáng cao ráo nha, nhìn có vẻ mạnh mẽ và nam tính đấy. Xin mời chàng trai đầu tiên giới thiệu về mình nhé. Em xin chào tất cả mọi người ạ. À. Em xin chào hai anh chị MC ạ. À. Và hai bạn nữ... Rung quá. Từ từ bình tĩnh nè. Dạ, và hai bạn nữ Thùy Linh và Nhật Linh ạ. À. Em tên là Hùng Anh, năm nay em 25 tuổi. À, nghề nghiệp của em là bartender ạ. À. Hôm nay em muốn mượn game show để tỏ tình cùng bạn nữ ạ. À. Vậy là chàng bartender pha chế chúng ta cô đơn lâu quá rồi đúng không ạ? Dạ, em cô đơn được một năm rồi ạ. À. Dạ, tưởng đâu hai mấy năm luôn chứ. Là chưa mỗi tình bắt mai. Bạn làm lâu chưa? Dạ, em làm được 2 năm rồi ạ. À. Nè hả? Ừ. Nếu như hôm nay được mời hai cô gái của mình thì bạn sẽ mời thức uống nó có cái hương vị như thế nào? Đúng rồi. Dạ, hương vị sô-cô-la, sữa. Vì sao? Em muốn ngọt ngào như sô-cô-la. Sô-cô-la đắng, đắng, đắng à. Tí sữa vô nữa à. Tình yêu nó phải như thế anh ạ. Ừ, tình yêu phải có vừa đắng đắng vừa ngọt ngọt như vậy. Cảm ơn bạn Hùng Anh. Và bây giờ sẽ là phần giới thiệu ở vị trí thứ hai. Chào bạn. Dạ em xin chào mọi người ạ. Dạ em chào hai anh chị MC với lại hai cô bé xinh đẹp ạ. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Toàn, năm nay em 23 tuổi. Em là nhân viên văn phòng. Em có một cái ưu điểm vô cùng lớn đó là em sẽ dành những điều tốt đẹp nhất mà cho cô gái đó của em. Dạ em hy vọng cô gái ấy sẽ là một trong hai bạn nữ ạ. Cảm ơn bạn. Bạn chia sẻ ưu điểm rồi, vậy chứ khuyết điểm của bạn là gì? Dạ khuyết điểm của em thì chắc em sợ gái lắm chị ơi. Nhát gái. Rồi cảm ơn bạn Trần Toàn. Và bây giờ sẽ là phần giới thiệu của chàng trai ở vị trí thứ ba. Chào bạn. Xin chào tất cả mọi người đang xem chương trình. Mình tên là Ngô Thanh Sang. Hiện tại công việc chính của mình đó là kỹ thuật viên tòa nhà. Và công việc ngoài giờ của mình ngoài ra đó là dạy võ và dạy đàn. Sở thích của mình đó là nghe nhạc, du lịch và thể thao. Mục đích của mình tới chương trình này là tìm kiếm cho mình một người con gái quan tâm, lắng nghe, chia sẻ với mình. Cảm ơn bạn. Xin mời chàng trai cuối cùng. Xin chào mọi người, mình là Hoàng Phúc. Năm nay mình 28 tuổi. Wow. Và công việc của mình là kinh doanh vốn tự có. Hả hả? Dạ. Bán cái gì mà có vốn tự có hả? Dạ em đi hát anh ơi. Hát rồi. Dạ. Trời ơi. Hôm nay mình đến với chương trình Tần Số Tình Yêu thì anh đã đi hết 1/3 cuộc đời mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân ngừng lại nghỉ ngơi. Do anh khó hay cuộc đời khó em ơi. Dạ hết. Yeah, dễ thương quá. Đó là anh ấy vận dụng rất tốt vốn tự có của mình. Bạn cũng trải qua nhiều mối tình rồi chứ hả? Ca sĩ. Thiệt ra thì là mình trải qua được 3 mối tình nặng ký nhất. À vậy mối tình nhẹ ký là chưa tính. Dạ, nhẹ ký thì chỉ là tình cảm vu vơ thôi. 28 tuổi rồi, gần chạm vào ngưỡng 30 rồi. Còn với các người đẹp, Thùy Linh, đối tượng của bạn muốn tìm hiểu sẽ là đàn ông ở độ tuổi bao nhiêu? Dạ em cũng thích khoảng 25 đến 28, 29 gì đó cũng được ạ. Kiểu lúc đấy thì người đàn ông nó cũng trưởng thành hơn. Còn bạn Nhật Linh thì sao? Em cũng thích lớn hơn em cỡ 3 tuổi. Khoảng tầm 26 trở lên đúng không nào? Và bây giờ thì xin mời hình ảnh những chiếc ốp lưng. Sao đơn giản quá vậy? Cái thứ hai của bạn Trần Toàn thì có dùng ốp lưng nhưng mà cũng là một cái ốp rất là đơn giản màu đen. Lý do tại sao mà các chàng trai lại có cái gu là đơn giản đến như vậy? Thiệt ra thì mình có xài ốp màu hồng. Em cũng thích màu hồng anh ơi, về đội của em đi. Đấy, Thùy Linh nói kìa. Thùy Linh và Nhật Linh để ý nha, bốn cái tay này chính là bốn cái tay của bốn bạn nam chính luôn. Thì qua cái tay này, hai bạn có đoán được tính cách của bốn chàng trai của mình không? Em thấy băng tay số 4 rất là mạnh mẽ. Em thấy tay bạn số 2 đẹp nè, kiểu như là Hunter Lần á, kiểu như là tay làm mẫu ấy. Là của Trần Toàn đúng không nào? Còn bạn Thanh Sang nè, bàn tay có vẻ là hơi mềm mại ha. Đầu ngón tay mình cũng như bạn thấy nó rất là chai, đó là do mình đàn rất là nhiều nên là đầu ngón tay nó rất là chai. Đó là guitar. Bạn đàn vậy bạn có biết hát không ta? Vẫn hát được. Có thể hát tặng hai bạn nữ đây một câu được không? Đôi khi anh thường thầm mơ chỉ có riêng em và anh ở nơi rất xa. Ngày đó đi bên cạnh em, tim anh cất lơ. Hay wow. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng nhau khám phá thêm một khía cạnh nữa trong chiếc điện thoại của các chàng trai. Đó chính là màn hình nền. Xin mời.
Phải hỏi liền luôn, hỏi gấp liền luôn, mọi người đang thắc mắc. Wow, cái này có phải là hình anh ngày hồi bé không anh? À, đây là cháu của mình. Cháu gọi là cậu hay là chú gì? Dạ đúng rồi, là cậu. Cậu là con của chị hay dạ, sao? Dạ đúng rồi ạ, con yeah, của chị. Cưng quá. Nhà bạn có mấy người anh chị em? Hai anh chị em đó là chị của em và em. Là Út luôn á hả? Dạ vâng ạ. Út có được cưng nhiều không? Ừ, dạ không, ăn ngày nào cũng bị đập, bị đánh. Ai là người đánh nhiều nhất? Mẹ em. Ủa vậy hả? Chị em mặc dù đã có gia đình nhưng mà đôi khi thấy chưa? Bị ăn vài roi. Trong mắt của các phụ huynh thì các bạn ấy dù lớn cỡ nào cũng là như những đứa trẻ thôi. Mẹ mình thì chỉ giữ đối với mình thôi, răng dạy mình thôi. Nhưng mà mẹ mình dạy những cái là mình nghĩ lại là đúng chứ không có sai. Chính xác. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Em muốn hỏi bạn số 2 là cái ảnh này là bạn từ chụp hay là lấy ở đâu? Dạ, em lấy ở trên mạng chị. Tại thì em cũng thích đi du lịch. Bạn thường đi với ai? Dạ, em đi với mấy anh chị trong công ty. Có bao giờ đi một mình hay đi với nửa kia không? Dạ, đi mình thì chắc không anh. Còn nửa kia? Dạ, cũng chưa có. Chưa đi luôn. Anh có thể đưa em đi không? Anh có thể đưa em đi không? Cùng anh ba Nhật Linh thích đi đâu nè? Đi đâu cũng được, miễn đi cùng anh. Sao vậy ta? Kỳ vậy, tần số bên đây mạnh quá hay sao á? Bật trúng đài nãy giờ. Nghe Nhật Linh nói vậy, cái Toàn thấy sao? Thích quá, thích luôn rồi. Sắp tới có định đi đâu chưa? Dạ, chắc hỏi ý Nhật Linh sao hả? Dễ thương quá, cảm ơn bạn. Một ánh chiều tà hoàng hôn kìa, cảnh buồn. Em cũng thích ngắm hoàng hôn. Hùng Anh ơi! Dạ. Tại sao bạn để hình nền này? Dạ, thì em rất thích ngắm hoàng hôn và bình minh nè. Đó, thấy chưa, cùng gu luôn. Anh ơi, mình ngắm một cái thôi được không? Anh thích ngắm cả ba lần. Bình minh, hoàng hôn và em nữa. Bình minh, hoàng hôn và em nữa. Cảnh hoàng hôn này bạn tự chụp ạ? Dạ, em tự chụp ạ. Ở đâu vậy ạ? Dạ, em chụp ở Củ Chi ạ. Nhà bạn hay là mình đi công tác? Dạ không, em đi chơi với bạn á. Thấy đẹp quá hay chụp không? Dạ. Vậy là anh này cũng rất thích lưu lại những kỷ niệm hen. Rồi, tiếp tục nào. Một chiếc nón. Thì ra là em vừa rồi em có đi một chuyến Tây Nguyên thì em phát hiện ra là cái mặt trời ở Tây Nguyên nó rất là đẹp. Chiều tà tụi em lên đồi á là mặt trời một cái màu vàng rực. Anh đi Tây Nguyên là anh ở đâu? Anh đi từ Đà Lạt xong rồi anh đi cái cung đường đèo xuống Buôn Mê Thuột rồi đi đó. Xuống Y Lèo. Trời anh ơi, anh đến Buôn Mê Thuột là anh đến quê em rồi. Đắk Lắk nè. Anh ơi, anh có muốn sống ở Buôn Mê Thuột không? Ngắm chiều tà hoàng hôn với em không? Thiệt ra thực ra là vừa rồi mình đi Tây Nguyên, mình đi Ileo ở Đắk Lắk thì là mình nói nhất định sau này sẽ có nhiều dịp nữa tại vì mê cái hoàng hôn ở Tây Nguyên mất tiêu rồi. Đúng, rất là đẹp. Cái này là ai chụp cho bạn vậy? Cái này mình tự đặt GoPro mình chụp. Rõ ràng là có một cái nét nhìn riêng về thẩm mỹ và nghệ thuật. Đúng rồi. Và bây giờ xin mời Nhật Linh và Thùy Linh nhé. Chúng ta khám phá thêm cái thế giới bên trong nữa. Đây chính là nội dung bên trong. Bốn cái điện thoại từ vị trí đầu tiên đi ha. Hình ảnh em toàn thôi, nó xa xa. Lướt nhẹ đi nào. Đầu tiên là ảnh hoàng hôn đúng không? Lướt nhẹ nè. Ủa, em phải có rất là nhiều ảnh hoàng hôn. Cảnh trời nè. Anh này hướng ngoại ha. Anh thích chụp ảnh bầu trời lắm. Em cũng thích chụp ảnh bầu trời. Em rất là thích ngắm bầu trời luôn. Hình như là bạn có xem chương trình cải lương thì phải đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này là cậu là anh nuôi của mẹ em á. Cậu là một nghệ sĩ cải lương hả? Dạ đúng rồi ạ. Mình có nhiễm chút xíu nào máu của cậu không? Gia đình nghệ thuật. Dạ không. Có bao giờ cậu hát rồi mình tập theo thử một câu không? Dạ có mà em dở ẹt. Cậu làm thử hai nay mình thử nè. Nhờ sự mộc mạc chất phát đó có khi là điểm cộng. Trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường thọ tiễn. Cái này là bạn đọc quá chứ phải bạn hát. Nè, chắc chắn cô gái Huế thì biết hát nè, đúng không? Tặng một đoạn coi nè. Trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường vẫn đọc luôn mọi người ơi. Lướt tiếp nào, lướt nào. Hình như kia là mẹ ảnh à? Dạ đúng. Trên bác gái đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Đây bác gái đây. Nhìn kiểu như là lai Tây. Dạ mẹ em là hai quốc tịch. Bác gái là lai hai dòng máu nào ạ? Dạ Việt và Hàn ạ. Việt Hàn. Trời ơi được, em thích Việt Hàn Hàn Quốc. Anh nhau anh xe trời ơi nghe là thích liền. Cảm ơn bạn. Rồi cảm ơn bạn rất nhiều. Mình thoát ra ngoài nào. Dạ. Nhật Linh muốn tìm hiểu cái mục nào không? Ghi chú đi ha. Vô ghi chú nè. Em chưa ghi chú cái nào hết. Không ghi chú gì hết. Chưa sử dụng luôn. Anh ơi, anh mở lại cho mẹ. Anh mở lại kìa. Ghi tên em vào đi. Nhật Linh gì nè, xinh đẹp. Mình tên Baby ha. Cu te. Phô mai que luôn em. Rồi hoàn
khúc cho chúng tôi xem ảnh. Ảnh chắc là cái sân khấu nhiều à, đi hát hà này nọ. Ồ, đây là những tấm ảnh bạn chụp trong rừng nè. Dạ đúng rồi. Vừa rồi em có đi một chuyến Tây Nguyên đó. Có hình nào chụp ở Đắk Lắk không? À, hình Đắk Lắk có ạ. Đâu. Xem chỗ đó là bạn Thùy Linh đã từng đến đó chưa? À, cho em khoe cái ốp hồng của em cái nha. Đây. Trời ơi. Cái ốp nhìn nam tính dữ ha. Cái này hộp với em thôi anh ơi. Buôn đôn kìa, cứ voi kìa. Đây là bữa em tới Buôn Đôn em kiếm con voi rồi em chạy theo con voi này từ ở Buôn Đôn em chạy vô tới làng để em xin đụng được vô con voi thôi. Rồi có đụng được không? Cuối cùng là không. Ủa sao kỳ vậy? Ông đó ông la quá ông sợ đạp á. Vậy hả? Lại một cảnh hoàng hôn nữa. Em thích chụp ngược sáng. Đây là cái mà em nói là một cái màu hồng cam rất là đẹp khi mà hoàng hôn xuống. Anh này có cái kiểu chụp hình ngược sáng giống em á. Em cũng có mấy tấm hình như vậy. Đẹp mà. Rồi cảm ơn bạn. Mời bạn Thanh Sang. Sắp xếp theo từng ứng dụng, theo từng cái hộp riêng ha, những folder riêng. Coi ảnh rồi. Gia đình đi. Gia đình. Là có một cho gia đình luôn. Dễ thương nè. Đây là. Đây là chị đó. Bé thứ hai của. Bé thứ hai luôn. Dạ vâng ạ. Là bé hồi nãy hay là? Dạ bé hồi nãy là bé đầu, còn bé này là bé thứ hai. Là chị gái của anh hả? Dạ vâng đúng rồi. Trời hai bé khấu khỉnh quá. Trời quá. Đây là bé lúc nãy đã. Giờ lớn rồi nè. Đây là gia đình của mình. Từ bên trái qua đó là ba và mẹ và chị ruột và anh rể. Nhìn mẹ cũng không khó lắm ha. Nhìn mẹ mặt vui lắm kìa. Đúng rồi. Dạ đúng nhìn rồi. Mặt mẹ rất là phúc hậu á. Dạ. Đó là những gì ảnh gia đình của mình. Rồi. Quá rồi, cảm ơn bạn. Một chàng trai rất yêu gia đình của mình. Em thấy anh có một bức ảnh về cô gái Huế thì anh nghĩ sao về gái Huế? Đó có phải là cô gái Huế còn không? Còn Trần Tiên ở Huế. À thì thực ra thì gốc của mình là ở Huế. Ba của mình là người Huế, còn mẹ của mình đó là người trong miền Nam. Dạ. Thì lúc nhỏ thì mình ở trong này một thời gian và sau đó thì gia đình chuyển ra Huế sinh sống. Và bây giờ thì mình vào lại thành phố Hồ Chí Minh để học tập và làm việc. Và thỉnh thoảng một năm thì mình về thăm Tết nhà một lần. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chà, có nhiều cái mối liên hệ liên kết quá ta. Vô hình tạo nên một cái tần số khá là thú vị. Và bây giờ sẽ là điện thoại đến từ chàng trai còn lại. Danh bạ đi. Ý, có trái tim có kìa. Trái tim. Nào vô bật cái trái tim vô coi. Trời ơi. Cái này là mẹ. Mẹ hả? Mẹ anh hả? Điện thử xem. Bây giờ gọi mở tiếng lớn lên được không? Ok luôn anh. Không nghe nhạc là biết mẹ rồi. Rồi chắc là. Đúng, mày nghe nè con. Mày đang làm gì vậy mẹ? Mày đang ở nhà con coi mà không? Dạ xíu con về. Dạ xíu con về. Dạ. Dạ. Vậy với mẹ ăn thịt nè. Chỗ tay cưng quá đi. Mẹ em đặc biệt rất là thương con dâu luôn. Dạ hả? Ôi. Như vậy là chúng ta đã tham khảo sơ qua những cái thông tin cá nhân của mỗi chàng trai. Sẽ có cảm nhận riêng của riêng mình rồi đúng không nào? Chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt với chàng trai đầu tiên. Và đó là ai? Ai ấn tượng hơn? Ai kém ấn tượng? Xin mời quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Bây giờ sẽ là khoảnh khắc để chúng ta phải nói lời tạm biệt với một trong bốn chàng trai. Nhật Linh, em ấn tượng với chàng trai nào và muốn anh ấy có cơ hội bước tiếp vào vòng trong? Em thấy ấn tượng nhất với anh số 4. Hoàng Phúc. Như vậy Hoàng Phúc sẽ bước tiếp vào vòng trong. Chúc mừng bạn. Bạn Thùy Linh, bạn ấn tượng với chàng trai nào nhất? Thật ra thì ngay từ đầu em để ý bạn số 2. Tại vì kiểu có góc nghiêng đẹp á. Với lại kiểu nhìn có vẻ là có mái tóc đẹp. Và cái style anh mặc khá là kiểu Hàn Quốc. Nên đúng cái gu cộng so mi tôi. Em nghĩ là em ấn tượng với bạn số 2 á. Yeah, đó chính là bạn Trần Toàn. Chúc mừng Trần Toàn. Chọn một anh có điểm nhỉnh hơn đi ha. Đúng rồi. Thì theo bản thân hòa rapper, tần số tình yêu cần phải có những điểm chung để bắt sóng được cái cảm xúc của tình yêu. Dạ. Thì chàng trai ở vị trí thứ 3, Thanh Sang, anh ấy lại có một điểm chung nhỉnh hơn là đến từ gốc Huế. Dạ. Hòa rapper sẽ thay mặt cho mọi người quyết định rằng Thanh Sang sẽ bước tiếp vào vòng trong. Chúc mừng Thanh Sang. Thật là đáng tiếc khi mà ngày hôm nay chàng trai đầu tiên đó chính là Hùng Anh cũng có rất nhiều điểm cộng nhưng mà dường như là vẫn chưa có nhiều cái tần số nó trùng sóng với hai người đẹp lắm. Nên bây giờ chúng ta hãy gặp gỡ anh ấy đi nào. Xin mời Hùng Anh.
2, 3, 5. Thôi mình lỡ nhịp tần số rồi. Anh trở về với cuộc sống thường nhật. Lối anh về ngược lối trái tim em. Nhưng anh vẫn tin rằng đúng người kịp lúc, chẳng cần thề hứa sẽ vẫn an yên. Lại tiếp tục kiếm tìm người con gái anh thương, nhỏ nhắn vừa vặn 1m52 và gây thương nhớ qua nụ cười răng khểnh giòn tan. Đây là mẫu chàng trai khá là chững chạc và đàn ông đó nha. Hai cô gái nhìn vẻ bề ngoài vậy thì có hơi tiếc nuối không? Đã cũng hơi tiếc một chút ạ. Tại vì Thùy Linh có chia sẻ là rất thích gu Hàn Quốc, mà bác gái nhà mình lại là hai dòng máu Việt và Hàn nữa. Và dường như là Hùng Anh cũng sở hữu được cái nét đẹp đó đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thấy được sự xuất hiện của Thùy Linh nè, Nhật Linh nè, riêng bản thân của Hùng Anh, thấy trái tim mình rung động với đối tượng nữ nào nhiều hơn? Em rung động với bạn Nhật Linh hả? Còn Nhật Linh thấy ảnh sao nè? Em xin lỗi anh. Trời ơi, ngại quá, mắc cỡ quá kìa. Ví dụ mà hai bạn nữ hồi hai chàng trai sẽ không gọi cho hai bạn thì mình đợi hai bạn ngoài cổng nha. Trời ơi. Xuất sắc. Yeah. Đàn ông là phải như vậy, phải kiên trì tới cùng. Đúng. Cảm ơn Hùng Anh, mong rằng bạn sẽ có gặp được may mắn ở phía sau nha. Rồi, cảm ơn bạn. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.